Có 21 năm trong lĩnh vực hoạt động về cung ứng và sản xuất nguyên liệu cho thị trường Việt Nam cũng như quốc tế, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG đã tận dụng tiềm năng thiên nhiên trù phú và có những bước đi chiến lược khi mạnh dạn đầu tư cho nông nghiệp hữu cơ và phát triển vùng nguyên liệu đặc thù. Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, Giám đốc Truyền thông AIG, bà Nguyễn Thanh cho biết, ở Việt Nam, các vùng nguyên liệu như về dừa và sắn là thế mạnh của doanh nghiệp. Nhờ những thế mạnh có sẵn, tập đoàn AIG đã đầu tư các nhà máy sản xuất để góp phần nâng tầm nông sản Việt Nam. Thay vì trước đây Việt Nam nổi tiếng về những cái dòng nguyên liệu sản phẩm xuất thô thôi, thì chúng tôi sẽ dùng những cái công nghệ ở nước ngoài mang về cùng với cả các cái đầu tư của nước ngoài mang về để biến những cái nguyên liệu thô đấy thành cái sản phẩm cao cấp hơn. Ví dụ như là nước dừa thì chúng tôi dùng sử dụng công nghệ UHT tiệt trùng và Tetrapack để đóng gói và xuất khẩu sang các cái thị trường Đông Nam Á và cũng như là thế giới. Với sản phẩm sắn thì trước đây chúng ta chỉ có là sản phẩm sắn thô và bột sắn để xuất khẩu sang Trung Quốc, thì chúng tôi nhận thấy tiềm năng về cái vùng nguyên liệu sắn tại Nghệ An và có đầu tư công ty AHS, là công ty chúng tôi đầu tư thêm một cái hệ thống là làm sirup sắn, các sản phẩm ngọt để cung cấp cho các cái sản phẩm về sữa, nước giải khát, các cái chất ngọt tự nhiên. Từ tiềm năng về nguyên liệu, khi biết cách sử dụng, biết cách đầu tư thì sẽ biến nguyên liệu thành một sản phẩm có giá trị cao. Tuy nhiên, để có được một sản phẩm giá trị cao thì theo bà Thanh phải có một hệ tuần hoàn về nông sản xanh. Nó bao gồm từ cái vùng nguyên liệu đó thì phải đạt những cái tiêu chuẩn về organic. Chúng tôi tập trung đầu tư để phát triển các cái vùng nguyên liệu organic bằng cách là cung cấp các cái giải pháp cho người nông dân cũng như là các cái phân bón organic liên tục tạo ra những cái giá trị ổn định về nguyên liệu cho người dân bằng cách là bình ổn về giá cả cũng như là tạo ra nhiều vùng nguyên liệu có giá trị cao hơn. Từ vùng nguyên liệu có giá trị cao thì chúng tôi đưa đến các hệ thống sản xuất có giá trị cao bằng cách là đầu tư các hệ thống máy móc tối tân và hiện đại nhất, cùng với các hệ thống R&D nghiên cứu ra những cái sản phẩm mà đạt những cái tiêu chuẩn về quốc tế cũng như là đạt những cái tiêu chuẩn của thị trường. Cuối cùng thì chúng tôi đưa ra cái sản phẩm đó thành cái sản phẩm về thương mại với cái hệ thống nhân sự để cung ứng về thương mại cho trong nước cũng như là xuất khẩu quốc tế. Nhờ có một cái hệ thống tuần hoàn về kho bãi, vận chuyển, nghiên cứu cũng như là thương mại thì cái sản phẩm nông nghiệp đó thì sẽ luôn luôn có một cái hệ tuần hoàn và phát triển ổn định. Nói về lợi ích của xây dựng hệ thống nông nghiệp tuần hoàn từ doanh nghiệp đến địa phương và người nông dân, đại diện truyền thông AIG cho biết có rất nhiều lợi ích bền vững cho tất cả các bên. Đầu tiên nó tạo ra một cái sự phát triển bền vững bản thân là cho doanh nghiệp và cộng đồng tại Việt Nam trước đã. Cái thứ hai là cái việc đánh giá của các nhà đầu tư nước ngoài hay là các cái nhà cung cấp nước ngoài cũng như là khách hàng nước ngoài trong cái thị trường sản phẩm Việt Nam thì họ sẽ phải dựa trên cái việc là một cái doanh nghiệp hay là một sản phẩm bền vững thì nó mới có cái hướng cộng tác lâu dài. Tất cả những cái sự tương tác đấy nó tạo ra cái giá trị cho tất cả mọi người. Tuy vậy, Giám đốc Truyền thông AIG cũng khẳng định rằng chỉ với những nỗ lực của doanh nghiệp thì chưa đủ. Để doanh nghiệp phát triển mạnh hơn và bền vững hơn thì các chính sách của nhà nước là điều rất cần thiết. Cái thứ nhất là cái chính sách về thuế, cái thứ hai là cái chính sách về cái việc phát triển các cái vùng nguyên liệu. Hiện tại thì tại Trà Vinh cũng như là Bến Tre hay là tại Nghệ An thì chúng tôi nhận được rất là nhiều chính sách tốt của nhà nước trong cái việc mà là hỗ trợ để phát triển các vùng nguyên liệu organic. Bởi vì là những cái việc mà nuôi trồng organic thì nó mới tạo ra cái giá trị bền vững cho sản phẩm cũng như là cái giá trị Việt Nam nó sẽ có cái vị thế hơn khi ra nước ngoài. Ngoài ra thì những cái quỹ đất đai để phục vụ cho cái việc sản xuất của chúng tôi thì cũng rất là cần các cái bộ ban ngành quan tâm để hỗ trợ cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có một cái những cái cơ sở để chúng tôi có thể phát triển đầu tư, chúng tôi có thể mạnh mẽ đầu tư hơn cho cái vùng nông nghiệp đấy. Cuối cùng là cái vấn đề về xuất khẩu, về công thương thì cũng là một cái vấn đề quan trọng bởi vì là trong những cái năm gần đây thì cái việc xuất khẩu, nhất là cái thời Covid vừa rồi nó bị ảnh hưởng thì chúng tôi cũng là cái doanh nghiệp được gọi là doanh nghiệp ưu tiên thẻ xanh của hải quan trong cái việc mà cung ứng và xuất khẩu sang thị trường trong và ngoài nước cũng như là nhập về Việt Nam. Thì nhờ tất cả những cái sự hỗ trợ đấy thì doanh nghiệp mới có thể bền vững phát triển được.